Đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc đối với mẫu Kia Kerens từ đầu tháng 9, theo dạng hợp đồng đặt cọc, hoặc đặt cọc thiện chí giữ chỗ ưu tiên sẽ giao xe trước. Thời gian giao xe dự kiến cũng như mức giá tại Việt Nam hiện chưa được công bố. Tuy nhiên theo đại lý, có thể có 5 phiên bản, với giá bán từ 750 đến 850 triệu. Mức giá này không ưu tiên nhóm khách hàng mua xe để chạy dịch vụ. Kia Carrens mới sẽ phải tranh giành thị phần với các đối thủ có giá bán chủ yếu từ hơn 500 đến dưới 700 triệu trong phân khúc MPV cỡ nhỏ có sự cạnh tranh gay gắt. Từ đầu năm, Toyota đã ra mắt bộ đôi Avanza và Veloz mới, Mitsubishi giới thiệu Spander bản nâng cấp, còn Suzuki sắp tung ra Ertiga mới dùng động cơ hybrid. Ở thế hệ mới, Kia Carrens 2022 lột xác hoàn toàn về thiết kế nội ngoại thất, sử dụng chung nền tảng khung gầm với Kia Seltos, các thông số về kích thước về chiều dài chiều cao đều được cải thiện, lên mức dài 4.540mm, rộng 1.800mm, cao 1.700mm. Chiều dài cơ sở đã tăng 30mm so với đời cũ, lên mức 2.780mm. Giống như các mẫu xe mới khác của Kia, Kerens 2023 thế hệ mới được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Aperis United, mang đến ngoại hình mạnh mẽ và hiện đại. Phần đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn, cùng hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày nằm trên, và đèn pha ở dưới. Tất cả các phiên bản dự kiến đều được trang bị mâm hợp kim 16 in đèn pha, đèn hậu full LED, gương chiếu hậu gập điện, cửa sổ trời chỉnh điện, hệ thống treo trước mở cờ Ferson và hệ thống treo sau đa liên kết. Phía bên trong, mẫu MPV cỡ nhỏ này có thiết kế khá hiện đại so với mặt bằng chung phân khúc. Xe có hai cấu hình ghế ngồi là 7 chỗ hoặc 6 chỗ, với hàng ghế thứ hai độc lập. Ghế ngồi được hoàn thiện với hai tông màu tương phải trông khá sang trọng catalog thiết kế liền mạch với tapi cửa. Màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng 10.25 in, tích hợp hệ thống thông tin giải trí Kia Connect, cập nhật tự động qua Internet. Ngoài ra, xe còn được trang bị loạt tiện nghi cao cấp khác, như hệ thống đèn viền nội thất 64 màu, hệ thống âm thanh 8 loa Bose, hệ thống điều hòa tự động và lọc không khí, cửa sổ trời Skyline. Trước đó, mẫu Kia Carons thế hệ mới đã được Thaco đưa về Việt Nam với 3 phiên bản động cơ bao gồm một động cơ dầu và hai động cơ xăng. Về động cơ, lô xe Kia Carens 2023 đầu tiên được Thaco đưa về Việt Nam có ba phiên bản động cơ, trong đó có hai bản động cơ xăng và một bản động cơ dầu. Cụ thể, với động cơ dầu, Kia Carens sẽ được cung cấp loại 1.5L VGT cho công suất 115 mã lực và mô xoắn 250 Nm. Trong khi với hai động cơ xăng, mẫu xe này được Kia trang bị động cơ loại 4 xi-lanh 1.5 MPI cho công suất 115 mã lực và mô men xoắn 144 Nm, loại 4 xi-lanh 1.4 tăng áp cho công suất 140 mã lực và mô men xoắn 242 Nm. Các động cơ này đi kèm tùy chọn hộp số sàn 6 cấp và hộp số tự động vô cấp CVT dẫn động cầu trước. Kia Carens đã từng xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2007. Mẫu xe cũng nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng Việt bởi thiết kế mới mẻ, hiện đại, tiện nghi phong phú, vận hành vừa đủ cho mục đích sử dụng gia đình hay chạy dịch vụ. Tuy nhiên, cho đến năm 2016, Kia bị khai tử và nhường chỗ cho Kirondo. Và đến nay, Kia lại một lần nữa quay lại thị trường Việt để chinh phục người tiêu dùng. Hiện vẫn chưa rõ giá xe Kia 2023 tại Việt Nam và nó sẽ được phân phối dưới dạng lắp ráp hay nhập khẩu.